Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 1 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Năm 2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho gần 24.000 lao động. Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ có 50 hộ hiến đất mở rộng đường giao thông. Giáo hội Phật giáo yêu cầu không lợi dụng lễ cầu an để trục lợi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về dự lễ đón nhận có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã tặng lãng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoàng Hanh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã biểu dương và trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, đồng thời nêu bật những nét khái quát về kết quả xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh. Hưng Yên phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở các xã. Hiện nay tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới của Hưng Yên cao gấp 2 lần bình quân chung cả nước. Về nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã tiếp tục nâng cao hơn nữa các tiêu chí, quan tâm đến công tác quy hoạch y tế, văn hóa giáo dục, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến xã, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân. Về lĩnh vực kinh tế, đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục tổ chức cơ cấu lại sản xuất, xây dựng được sản phẩm hàng hóa thế mạnh, chủ lực của địa phương, nâng cao thu nhập người dân trong xã, giữ gìn tốt vệ sinh môi trường, phòng chống tai tệ nạn xã hội. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến và triển khai đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện đã lây lan ra 5 huyện thành phố tại 41 hộ 9 thôn của 7 xã trên địa bàn tỉnh, buộc phải tiêu hủy trên 1.700 con lợn. Nguyên nhân gây bệnh nhận định là do nguồn nước tưới, yếu tố chuồng trại không đảm bảo vệ sinh môi trường, chăn nuôi nhỏ lẻ. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp và có thể lây lan ra diện rộng, tỉnh ta đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, thực hiện quyết liệt việc tiêu hủy toàn bộ lợn ốm chết mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, thành lập các chốt kiểm soát vận chuyển động vật, yêu cầu các chủ hộ chăn nuôi ký cam kết khi phát hiện lợn ốm chết phải khai báo ngay với chính quyền và thú y cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu chính quyền các cấp cần vào cuộc dập dịch quyết liệt, chủ tịch, bí thư các xã phường, các huyện thành phố cần tập trung chỉ đạo mọi nguồn lực xử lý dứt điểm ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng. Sau khi thực hiện xét nghiệm, nếu có kết quả lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi thì địa phương đó phải công bố dịch và áp dụng tất cả các giải pháp dập dịch. Khi phát hiện ổ dịch, cần phải tiêu hủy cả đàn, tránh để mầm bệnh lây lan ra diện rộng. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với Chi cục Thú y tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh để ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ hóa chất phun khử trùng tiêu độc. Các ngành liên quan cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cửa hàng kinh doanh sản phẩm từ thịt lợn, phương tiện vận chuyển và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Các trang trại có lợn mắc bệnh cần chuyển trọng tâm sang trồng cây hoặc nuôi vật nuôi khác. Các cơ quan tuyên truyền cần thông tin để người dân hiểu tính chất mức độ của bệnh dịch, để người dân không hoang mang, lo lắng, tẩy chay thịt lợn. Chiều ngày 28 tháng 2, tại Liên đoàn Lao động tỉnh đã diễn ra hội nghị triển khai dự án thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là dự án hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và Hà Lan, các tổ chức của người sử dụng lao động và chính quyền các cấp
nhằm thúc đẩy đối thoại giữa người lao động, ban giám đốc công ty và thương lượng tập thể hiệu quả tại các doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam. Hưng Yên là một trong ba tỉnh, thành phố được thí điểm thực hiện dự án trong 3 năm từ năm 2018 đến năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động và góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Vì vậy, thời gian tới, tổ chức công đoàn các cấp cần phải làm cho các bên hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của dự án, phối hợp với các cơ quan chức năng để thời gian tới việc triển khai và thực hiện dự án có hiệu quả hơn. Công đoàn cơ sở cần tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để trao đổi đối thoại, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp. Sáng nay, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, huyện Đoàn Kim Động tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, lần thứ tư nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhiệm kỳ vừa qua, phong trào thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phú Thịnh đã trở thành điểm sáng của huyện Kim Động, thu hút đông đảo hội viên tham gia, đóng góp 130 ngày công lao động vào các công trình phần việc thanh niên, thu hút 60 lượt thanh niên hiến máu với 45 đơn vị máu. Đến nay, một số mô hình kinh tế của thanh niên đã mang đến nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm như hợp tác xã nấm của thanh niên Nguyễn Văn Tú hay mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của thanh niên Nguyễn Văn Huy. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội đặt mục tiêu mở rộng công tác, đoàn kết tập hợp thanh niên, chú trọng vào các hoạt động trọng tâm, nâng cao sức hấp dẫn của các phong trào thanh niên để phát huy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ. Đại hội đã hiệp thương và chọn 13 ủy viên, đồng thời khen thưởng 5 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019, và phát động đợt thi đua cao điểm tiếp bước chiến sĩ Điện Biên thi đua giành ba nhất. Dự buổi lễ có đại tá Nguyễn Chi Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị mô hình học cụ, giáo án và tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch. Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, quân số huấn luyện đạt 100%, tổ chức huấn luyện tự vệ đạt 92,34%, huấn luyện dự bị động viên đạt 100% quân số. Năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm tiếp bước chiến sĩ Điện Biên thi đua giành ba nhất. Đại diện các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Những năm gần đây, tỉnh ta đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ thông tin, kết nối cung cầu lao động, thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào các khu cụm công nghiệp với số lượng ngành nghề ngày càng đa dạng, đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định với mức lương trung bình từ 5,5 đến 6 triệu đồng một người trên tháng. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho gần 24.000 lao động, trong đó tạo việc làm trong nước cho trên 20.000 lao động, đạt 105% kế hoạch, xuất khẩu gần 3.800 lao động, vượt 10% kế hoạch. Vị trí việc làm mới chủ yếu ở khu vực các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thương mại và làng nghề. Công tác dạy nghề cũng được triển khai tích cực, toàn tỉnh đã tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm tư vấn thông tin cho trên 19.000 lượt lao động. Trong đó có khoảng 34% số lao động được tuyển dụng. Ngoài ra còn chấp thuận cho 407 lượt doanh nghiệp nhà thầu trên địa bàn tỉnh đăng ký tuyển và sử dụng trên 810 lao động là người nước ngoài. Qua khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, nhìn chung các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng lao động đều được các doanh nghiệp thực hiện tốt nên người lao động gắn bó yên tâm làm việc. Trong khi ở nhiều địa phương,
công tác giải phóng mặt bằng luôn là thách thức thì ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, bằng nhiều biện pháp vận động tuyên truyền, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Với họ, được đi trên những con đường bê tông rộng rãi là niềm vui không gì sánh bằng. Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 xã Yên Phú tiếp tục được tỉnh lựa chọn làm một trong 7 xã trên địa bàn tỉnh xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay từ những ngày đầu năm mới, xã đã tiến hành xây dựng nâng cấp tuyến đường liên thôn. Tuyến đường có tổng chiều dài gần 2 km với thiết kế mặt đường rộng 6,5 m. Để xây dựng tuyến đường cần giải phóng một diện tích đất lớn. Điều đáng nói là trước năm 2014 khi xây dựng tuyến đường này, nhân dân hai bên đường cũng đã hiến đất và tài sản trên đất. Nay trước yêu cầu mở rộng tuyến đường thành đường nông thôn mới kiểu mẫu, một lần nữa, 50 hộ gia đình thuộc địa bàn 3 thôn Bình Phú, Mễ Thượng và Mễ Hạ hiến gần 1.000 m2 đất và tài sản trên đất. Điển hình như gia đình các ông Nguyễn Văn Bảng, Hoàng Văn Kiêm, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Đức Chính và bà Vũ Thị Tư ở thôn Mễ Thượng. Tôi thì là thành viên của xóm, tôi rất đồng tình và ủng hộ và vận động tất cả các hộ trong xóm là tham gia hiến đất để làm sao mở mang đường rộng phục vụ cho dân sinh. Theo giá thị trường thì cứ bình thường là ở đây có 1 m2 là cứ gọi cho 7 triệu một mét, thì nó chắc là cứ mỗi hộ chắc khoảng mấy chục triệu. Đây là một cái chương trình được nhân dân rất là đồng tình, ủng hộ. Cho nên là sau một cái thời gian tuyên truyền, phát động, vận động, chúng tôi đã có khoảng gần 50 hộ gia đình là người ta tự giác đập tường, cổng, thế rồi là tháo dỡ các cái công trình phụ và hiến cái diện tích đất để cho giải phóng toàn bộ tuyến đường. Vì vậy mà dự kiến cho đến ngày mùng 2 là chúng tôi cũng đã có thể bàn giao cho bên nhà thầu thi công và khởi công tuyến đường này. Sau khi thu hoạch vụ hoa Tết, thời điểm này các nhà vườn chuyên canh hoa ở huyện Văn Giang đang tất bật vào vụ hoa mới. Với những loại hoa ngắn ngày, các nhà vườn đang tập trung làm đất cho vào bịch và tiến hành tra hạt giống. Với các loại cây hoa, cây công trình thì tiến hành chiết ghép nhân giống. Ngoài những loại hoa thông thường như hoa đồng tiền, ngọc thảo, xạ yến thảo, cát tường, thì năm nay các nhà vườn đã đưa vào thị trường một số loại cây tiểu cảnh như lưỡi hổ, mai vạn phúc, vạn liên thanh, hoa hồng cổ. Với lợi thế gần thị trường Hà Nội nên hiệu quả mang lại từ trồng hoa cao và ổn định, bình quân thu nhập đạt khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng một hecta trên năm. Những vườn hoa chất lượng cao cho thu tới trên 1 tỷ đồng một hecta trên năm. Năm nay diện tích trồng hoa cây cảnh của huyện Văn Giang lên tới trên 300 hecta và đều được quy thành vùng. Trồng nghệ thu lãi 300 triệu đồng một hecta trên năm là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân nhiều xã ở huyện Khói Châu. Tổng diện tích nghệ trên địa bàn huyện Khói Châu là 270 ha, trong đó diện tích chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng nghệ khoảng 100 ha, tập trung chủ yếu tại các xã Chí Tân, Thuần Hưng, Đại Hưng. Bà con nông dân cho biết cây nghệ mang lại giá trị kinh tế cao và là nguồn thu nhập chính của nhiều nông dân. Trồng nghệ đơn giản, không tốn nhiều công chăm sóc, thích hợp với nhiều chất đất, chịu ngoại cảnh tốt, sạch bệnh. Mỗi hecta nghệ thu hoạch trung bình khoảng 27 tấn củ tươi, giá bán từ 20 đến 30 nghìn đồng một kg. Một hecta thu từ 400 đến 500 triệu đồng, trừ chi phí lãi trên 300 triệu đồng mỗi năm, cao gấp hơn 10 lần cấy lúa. Đầu ra của sản phẩm khá thuận lợi, chủ yếu là cung cấp cho công ty cổ phần dược phẩm Chafaco, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương. Ngoài ra còn xuất khẩu sang thị trường các nước Ấn Độ, Lào, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc. Trong đó, 100% hộ dân ở xã Chí Tân trồng nghệ với diện tích trên 120 ha. Từ hiệu quả của cây nghệ, xã tiếp tục tạo điều kiện để nông dân chuyển đổi gần 4 ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang chuyên canh cây nghệ, giúp nông dân làm giàu bền vững. Huyện Khói Châu khuyến cáo nông dân mở rộng diện tích hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn, nâng cao năng suất giá trị sản phẩm để cung cấp ra thị trường sản phẩm chất lượng tốt. Nhằm bảo đảm an toàn cho đàn lợn, trước bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Văn Giang đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ và quyết liệt. Nhằm đảm bảo an toàn cho hơn 80.000 con lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Văn Giang đã thành lập chốt kiểm dịch động vật tại địa điểm tiếp giáp với thành phố Hà Nội, chốt túc trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn qua lại. Cùng với gần 700 lít thuốc tiêu độc được tỉnh cấp, huyện trích gần 150 triệu đồng mua vôi bột và thuốc khử trùng tiêu độc cấp phát cho các hộ chăn nuôi.
mặt khác tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, đặc biệt là các hộ chăn nuôi, hiểu rõ về tính nguy hại của dịch bệnh. Yêu cầu các khu chăn nuôi phát quang xung quanh chuồng trại, khơi thông cống rãnh, hạn chế tối đa khách ra vào, thường xuyên rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng xung quanh khu vực chuồng nuôi, đảm bảo vệ sinh các dụng cụ khi cho lợn ăn uống. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, loại hình nghệ thuật ca trù đứng trước nguy cơ bị mai một và thất truyền, được nhà nước đưa vào danh mục là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Trước thực trạng đó, tỉnh ta đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp bảo tồn, lưu giữ những giá trị vốn có để loại hình nghệ thuật độc đáo này sống mãi với thời gian. Từ 3 câu lạc bộ ca trù năm 2019 với 56 người biết đàn hát ca trù, đến nay tỉnh ta đã có 4 câu lạc bộ và 5 đội trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hưng Yên và các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, Phù Cử. Các ca nương kép đàn có ở hầu khắp các huyện trong tỉnh. Các huyện Văn Lâm và Yên Mỹ trước đây không có ai, giờ cũng có người theo học. Những thành viên của các câu lạc bộ ca trù thôn Giáo Phòng Văn Giang, thôn Đào Đặng, thành phố Hưng Yên, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, sau mấy năm được học, nâng cao, đều đã thuần thục được 4 thể cách trở lên. Mới đây, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội các địa phương chấn chỉnh việc tổ chức dâng sao dài hạn. Văn bản nêu rõ việc nguyện cầu bình an, mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, an lạc là nhu cầu và bản năng của con người. Các chùa tổ chức cầu quốc thái dân an, mong muốn đem lại bình an cho mọi người là việc làm có ý nghĩa. Tuy nhiên, giáo hội chỉ rõ những năm gần đây, một số chùa tổ chức lễ cầu an sai lệch, đi kèm với dâng sao giải hạn. Dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật giáo, mà là tư tưởng triết học của lãnh giáo đã hòa nhập với Phật giáo trong truyền thống tam giáo đồng nguyên. Vì vậy, giáo hội yêu cầu tăng ni, đặc biệt là lãnh đạo, gương mẫu trong việc tổ chức lễ cầu an tại các chùa dịp đầu xuân, chỉ tổ chức lễ cầu quốc thái dân an, không làm dịch vụ và trục lợi từ hoạt động này. Tăng ni trụ trì các chùa phải giải thích rõ để mọi người hiểu luật nhân quả của Phật giáo là làm việc tốt, sống chính mạng, chính nghiệp mới tránh được bất an trong đời sống. Thưa quý vị và các bạn, nhờ việc áp dụng nhiều biện pháp phòng chống cận thị học đường hiệu quả, nên hiện nay, trường tiểu học Bắc Sơn, xã Bắc Sơn có tỷ lệ học sinh bị cận thị thấp nhất trong hệ thống giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở của huyện Ân Thi. Trường tiểu học Bắc Sơn hiện có 675 học sinh, trong đó chỉ có 4 em bị cận thị, chiếm 0,6%. Đặc biệt có 2 khối là 4 và 5 không có học sinh bị cận thị. Có được kết quả trên chính là việc nhà trường áp dụng nhiều biện pháp phòng chống có hiệu quả. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã tổ chức học tập quán triệt với toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường. Vì đây cũng là một nhiệm vụ trọng tâm trong cái việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Và thường xuyên tổ chức các cái hội thảo để tìm ra những cái biện pháp khắc phục đối với bệnh cận thị trong nhà trường. Và thường xuyên cũng đánh giá cái thực trạng sau mỗi kỳ. Thường xuyên dùng liên lạc bằng số liên lạc điện tử phát hiện những cháu nào mà có những cái tật về mắt thì là phải liên lạc ngay với phụ huynh học sinh. Các thiết bị đồ dùng sử dụng trong lớp học cũng được nhà trường quan tâm, như bảng phải được chống lóa, được treo ở vị trí đủ ánh sáng, phù hợp với tầm nhìn của học sinh. Các chữ viết trên bảng phải rõ và có kích thước đúng theo quy định. Sách và vở viết đảm bảo chất lượng, có độ tương phản tốt giữa chữ viết và nền. Trong các giờ lên lớp, giáo viên luôn quan sát nhắc nhở tư thế ngồi của học sinh, đặc biệt đối với các khối lớp 1. Ở độ tuổi các em còn nhỏ, thầy cô tăng cường hướng dẫn và điều chỉnh tư thế ngồi không đúng nên hạn chế được tình trạng mắc cận thị. Tại lớp 1E có 35 học sinh, đến thời điểm này, theo kết quả kiểm tra cho thấy không có em nào bị cận thị và các bệnh khác về mắt. Bên cạnh việc học tập, trường tiểu học Bắc Sơn còn khuyến khích hướng dẫn học sinh tham gia các trò chơi vận động trong thời gian nghỉ giải lao như nhảy dây, kéo co, mèo đuổi chuột, thông qua các hoạt động thể lực giúp cho mắt được thư giãn, phục hồi. Chúng tôi còn phối hợp với bên trạm y tế xã để có khám sức khỏe định kỳ cho các em. Trong đấy thì có đo thị lực. Ở nhà thì cũng cần có tư thế ngồi đọc đúng và hạn chế các em là không xem TV, hạn chế chơi điện tử. Và nếu có xem TV thì cũng nên ngồi cách xa 3-4 mét. Với những biện pháp cụ thể thiết thực, trường tiểu học Bắc Sơn đã giúp các em học sinh giữ gìn được đôi mắt sáng khỏe để rèn luyện và học tập tốt hơn.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ngành y tế ứng dụng quản lý bệnh viện bằng công nghệ thông tin. Nhiều điểm giết mổ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và ô nhiễm môi trường. Trang trại trồng chuối của gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu cho thu nhập cao. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.